词语连本地人都不懂呢，不少专业词语连本地人都不懂呢。 不少专业词语连本地人都不懂呢。bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. mình thấy nói tốt lắm mà。我看说得挺好的。nhà mình chỉ là gần đây。我家就在附近。 hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. Không想 chào Quảng Xí Sư phạm Đại Cho nên mình còn chưa cài đặt. Số của Sau khi về sẽ tải xuống xem thử xem. 回去以后会下载看看。在微多上微信聊天儿，那哪能算是？ phiền qua đây một chút. Má phán của lái chả. Rất quen thuộc đối với quán cà phê này. Tuyệt trẻ nhà cà phê thiên rất sú Trông có vẻ, có vẻ như bạn nếm thử xem. Nhi chẳng y chẳng. Nhi chẳng chẳng. Thôi. Một công ty du lịch. một cha lùi yếu công sư. Alo. Uy muộn chút gặp lại quán đèn nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị nhớ gọi điện thoại thông báo cho chị điện thoại thông chị điện thông học sinh sở. Hiệu quả quả thực cực kỳ tốt. Hiệu quả trước phê tốt. Không cần cố đi ôn tập từ mới và bài khóa cái gì cả. 不用刻意去复习生词和课文什么的。khó trách, chẳng trách, nán quá. giao tiếp thường ngày còn coi là được, 日常交流还算可以。 từ ngữ chuyên ngành Doanh Hiểu rất ít Tùng tơ khẩn sảo Không cần vội, từ từ thôi Bố dùng chí, mãi man lái Không ít từ ngữ chuyên ngành 不少专业词语，连外地，连本地人。